Rồi, hello mọi người, xin chào cả nhà. Như chúng ta đã biết thì ngày hôm nay, tức là 17 tháng 10, chúng ta đã hoàn thành cái việc nâng cấp của L99, Lucky Union, đúng không ạ? Và chúng ta đã nhìn thấy cái giao diện cũng như là hệ thống ví, cũng như là toàn bộ tất cả những cái quy trình mà chúng tôi gửi đến mọi người, tất cả các cái thông tin cũng như là thông điệp là L99, đúng không ạ? Khá là thú vị. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào các cái mốc giá con vật cũng như là cái giữ giá. Giá bây giờ từ lúc 0.018 là bây giờ chúng ta đã có 0.03, và kỳ vọng là một cái điều thú vị khi chúng ta xem hết cái video này. Market chúng ta cũng đã thấy được các version 2 nâng cấp của CAKE và là 99, cái confidence cũng đang rất là tốt. Đây là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể có niềm tin vào L99. Nhưng mà dưới cái góc độ là chúng ta mua token ở trạng thái hold, đó là pancake swap, chúng ta vào pancake swap, pancake. Khi chúng ta đấu nối với pancake swap, chúng ta vào MetaMask và chúng ta kết nối, chúng ta cũng có cái tỷ lệ MetaMask. Chúng ta vào MetaMask Binance Smart Chain để có thể chuyển switch chuyển lại. Lập tức chúng ta sẽ có được cái tỷ lệ BNB và số L99 là chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong đây. Sau khi chase chúng ta có thể mắc BNB, ví dụ chúng ta nạp BNB vào Pancake Swap để chúng ta có thể swap ra L99, L99. Thì đây là chúng ta sẽ xem loading để chúng ta có thể mua L99. Nếu trong trường hợp mà chúng ta tham gia cái việc hold cùng với ông già đầu tư như là nhóm đó, mà chúng ta có thể swap ra một cách bình thường gọi là 99. Không chấm ba như vậy. Thế thì khi mà chúng ta nhìn thấy ở đây chúng ta có 10.000 L99 rồi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể swap một cách bình thường đó, hoặc BNB hoặc L99 là 0.7 BNB, ví dụ như vậy. Đây là một cái cách thông thường. Thế nhưng mà cái cách mà tôi muốn chia sẻ với mọi người là mọi người có thể có connect wallet thông qua hệ thống MetaMask. Chúng ta bắt đầu đổi mạng Swap Lucky Network. Đây là một yếu tố quan trọng nhất, đó là hệ thống nâng cấp của Lucky Network. Chúng ta ấn vào chuyển mạng app.lucky.network, chuyển mạng. Từ đây chúng ta có các cái trạng thái, có được cái ví để chúng ta khai thác. Sau đó chúng ta nhìn được các ví tổng. Ở đây tôi xin giới thiệu, đây là hệ thống bang chủ của ông già đầu tư. Chúng ta có Wise, đúng không ạ? Và từ Wise chúng ta nhìn thấy hệ thống member của ông già đầu tư, đúng không ạ? Hệ thống dàn, các dàn kỳ lân. Mỗi kỳ lân là một chiến binh để đào ra coin 99 cho chúng ta. Thì hy vọng rằng chúng ta có thể vào cái nhóm L99 đó. Tôi để web L98.vn làm cái nhóm website đó, để chúng ta có thể vào nhóm Zalo game, nhóm Telegram game và nhóm Facebook game nhé. Đấy là cái mà chúng ta xem, hoặc chúng ta vào nhóm Zalo trực tiếp, đúng không ạ? L99.com.vn, L99.com.vn là chúng ta vào Zalo L99.vn để chúng ta vào cái bang hội của chúng ta, có thể app chúng ta vào mua trứng, kết nối ví, sau đó chúng ta mua. Vẫn là các cái level, tôi cũng có thể nói là các cái level để chúng ta xem xét là play to earn. Chúng ta ấn vào đây chúng ta sẽ có các cái level, level 1, level 2, và xem cái tỷ lệ con này nó đói chưa. Chúng ta có thể cho nó đi ăn cỏ. Có một con đói, đúng không ạ? Ok, một con là Snow. Và bây giờ chúng ta vào Gas Hunting. Sau khi Gas Hunting chúng ta xem kiếm cỏ xem, đúng không ạ? Ở level 1 lên level, đúng không? Chúng ta vào cái con level 1, mua một con level 1, bơm cho nó một cái trạng thái tiêm để nó kiếm cỏ cho toàn bộ 250 L99. Sau khi 250 L99 này, đúng không ạ? Kiếm cỏ cho nó, xác nhận. Đó, sau khi chúng ta sẽ làm
và chúng ta chỉ cần có một con L level 1 thôi. Ví dụ cho cái dàn này là 5. Rồi, 10 phút nữa chúng ta sẽ có cỏ cho cái con này nó ăn. Đó. Con nào đói, con này đói nhất đúng không ạ? Chúng ta có ăn tiêu đến ngày 17 đúng không ạ? Ngày hôm nay đúng không? 11 giờ đêm ngày hôm nay là phải cho ăn rồi. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là những cái cuộc chơi của chúng ta đúng không? Là chúng ta sẽ xem dàn này có 5 con. Tôi đang chuẩn bị up thêm một con là 6 con. Thì chúng ta để một con làm level 1 để chúng ta có thể là gia tăng cũng như là tăng tốc cho cái việc khai thác L99. Sau khi chúng ta có được 5 con thì chúng ta bơm một cái liều tăng trưởng số 3 này là 6.250 L99 cho nó để nó tạo thành một cái level 1. Và cái level 1 này giống như tôi đây, tất cả là level 0 hết đúng không? Đang hoàn thành level, có một con này level 1 thôi. Con này nó có cái tác dụng là gì, lấy cỏ cho nó đúng không ạ? Và đây là chúng ta sẽ tìm cỏ cho nó. Đây tăng trưởng là tôi đã bơm hết rồi đúng không ạ? Tìm cỏ cho nó. Sau khi tìm cỏ cho nó rồi, lập tức là gì ạ? Là chúng ta sẽ kiếm cỏ cho cả đàn ăn đúng không ạ? Con nào đói, con nào thiếu là chúng ta kiếm cỏ đúng không ạ? Cứ như vậy chúng ta sẽ chăn được cái đàn này để kiếm được L99 cho chúng ta. Ok, mọi người có thể vào nhóm ông già đầu tư đúng không ạ? Vào nhóm Tele, nhóm Facebook, và chúng ta có thể vào nhóm Facebook cùng với ông già đầu tư để được hướng dẫn các cái chi tiết đúng không ạ? L99 này đúng không ạ? Khai thác đúng không ạ? Cũng như là một số các cái vấn đề hướng dẫn chuyển này đúng không ạ? Các hướng dẫn chuyển chuyển L99 sang đúng không ạ? Ok, thank you mọi người.